Vâng, Linh Lan bếp ga Nhật lại quay trở lại với các bác với video tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Trên màn hình các bác là một chiếc bếp Osaka ga mặt kính màu xanh lá. Con này màu xanh lá và có nhủ ánh kim, rất là nổi luôn cả nhà. Đấy, rất là nổi luôn. Con này thì full chức năng ạ, full chức năng, chế độ chọn nhiệt độ chiên rán này, chế độ đồng hồ hẹn giờ nấu nước này, chế độ cơm cháo này, chế độ ngắt bá ép này. Con này thì không có đồng hồ hẹn giờ lò nướng và chỉ có một tầng lửa thôi cả nhà nhá. Đấy, có một tầng lửa thôi ạ. Đời sản xuất thì đối với dòng mắt ếch này khá là sâu, 2006, nhưng nó lại là thuộc cái dòng nồi đồng cối đá. Đây là con bếp nồi đồng cối đá cả nhà nhá. Tức là cái độ bền của nó là tương đối cao, bộ bền tương đối cao. Cái này thì ra đời lâu rồi, đối với dòng bếp Nhật này ra đời lâu rồi nhưng vẫn được sự ưa chuộng của người dân Việt Nam mình. Thực sự là cái dòng mắt ếch này bên em về rất rất là nhiều luôn. Mỗi một lần về hàng là biết bao nhiêu là con mắt ếch như thế này. Nhưng mà gần như là bán rất là nhanh cả nhà. Đây là một điều rất là chia sẻ rất là thật của em. Bán rất là nhanh cả nhà nhá. Những con này thì nó vừa tiền. Vốn dĩ nó là một cái con mặt kính full chức năng, nó lại vừa tiền nữa, chẳng qua là cái kiểu dáng của nó hơi cũ và cái đời của nó hơi sâu, cho nên là có những người không thích. Tuy nhiên thì nó cũng đã sở hữu những cái tính năng rất là tuyệt vời, đó là tự động tắt bếp, tự động khóa ga trong trường hợp nước trào vào trong họng bếp, gió thổi tắt bếp hay là nhiệt độ lên quá 200 độ C. Đấy là nó hội tụ tất cả những cái đặc điểm đấy, cho nên là nó vẫn là một trong những con bếp mà được sự lựa chọn của nhiều người cả nhà nhá. Đầu tiên thì em giới thiệu qua một chút về chức năng. Đây, chức năng của nó là chọn này. Nhiệt độ chiên rán, cả nhà thấy hình con cá không ạ? Đây là nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C. Chế độ nấu nước sôi tự tắt, nước sôi ủ ấm trong 3 phút và ủ ấm trong 10 phút cả nhà nhá. Đây là chế độ nấu cơm này, nấu cháo này. Nhìn chung chức năng của nó hoạt động rất là nhạy luôn ạ. Phím nhấn rất là nhạy cả nhà. Bên này là chức năng 3S này. 3S là sử dụng trong trường hợp là mình chiên rán và rang đồ khô. Mình chiên rán và rang đồ khô cả nhà nhá. Trong trường hợp này thì chúng ta ngắt chế độ cảm biến đi. Tức là ngắt chế độ tự động tắt bếp, tự động khóa ga đi. Chúng ta phải nhấn giữ cho em 3 giây. Đó. Khi này thì bếp nấu như một cái bếp bình thường thôi ạ. Đối với con mắt ếch này thì lửa rất là đẹp, cực kỳ to và xanh cả nhà nhá. Đấy. Cái lửa này nó nổi trên một cái nền xanh lá, cho nên là nhìn cái ngọn lửa nó không được nổi cả nhà, không được nổi cả nhà. Tức là nó không thấy ánh lửa mấy, nhưng mà bên ngoài nhìn rất là nổi luôn. Bên ngoài nhìn cực kỳ đẹp luôn cả nhà, với ngọn lửa xanh và nó nổi trên một cái nền xanh lá như thế này. Đó. Một cái nền xanh lá như thế này rất là đẹp đây. Đây là một trong những dòng bếp rất là nhiều người tin dùng và lựa chọn. Đó, em như em phân tích rồi, bởi tính năng, full chức năng và mặt kính rất là bền. Và nó về nội thất cũng tất cả mọi thứ của nó thì vô cùng là bền các bác nhá. Đến từ thương hiệu Osaka ga, một trong những cái hãng của Zinai đấy ạ. Con này thì về kiểu dáng, về đời của nó là nó ra đời lâu rồi, cho nên là có những người không thích. Tuy nhiên thì đây lại là rất là nhiều sự lựa chọn đấy các bác ạ. Có những người không thích nhưng có những người lại rất thích. Đấy, để nhu cầu thị hiếu của mỗi người nhá. Đấy, và đặc biệt thì cái dòng mặt kính xanh này thì cũng tùy thuộc vào sở thích của mọi người. Người rất là thích màu sặc sỡ, người thích màu trầm, người thích màu tối, màu sáng vân vân. Thì đủ các kiểu dáng, em sẽ lên rất là nhiều bếp cho mọi người tham khảo và cũng như lựa chọn. Không nhất thiết là mình cứ phải lên những con bếp mà màu đen màu trắng đâu, mà đây mình lên tất cả những con bếp màu sắc sặc sỡ như thế này để cho những bác mà thích ưa gam màu sáng được các bác màu sặc sỡ thì các bác chọn nha. Vâng, thì em test luôn cái tính năng ở trên bếp này cho các bác xem. Đó là tính năng tự động tắt bếp khi mà nước trào trong khi mà nước cạn tắt bếp. Còn đây bên đây là em sẽ test tính năng là gió lùa tắt bếp. Chúng ta em cho nhỏ lửa đi nhá. Nhỏ lửa đi thì khi chúng ta đang nấu ăn, một tác nhân nào đó nó làm tắt bếp đi thì quy trình khóa ga của nó xảy ra trong vòng 7 đến 10 giây cả nhà. Cả nhà phải đợi cho em 7 đến 10 giây để truyền thông tin đến IC nhá. Đối với chức năng mà cạn nước tắt bếp như cái bên mà em đang đặt nồi này thì nó sẽ khóa ga ngay lập tức. Bởi vì khi nhiệt độ lên cao thì nó để tránh đảm bảo việc an toàn thì nó sẽ khóa ga ngay cho chúng ta. Chống cháy nồi, chống cháy nổ cả nhà nhá. Bên này thì em nhận được tín hiệu tốt tốt là tín hiệu khóa ga rồi đấy ạ. Vâng, các bác thấy rằng này, nó khóa ga rất là an toàn rồi đúng không ạ? Khi khóa ga như thế này là chúng ta không có sợ rủi ro nữa cả nhà nhá. Đấy, không có sợ rủi ro nữa. Đấy, rất là ok rồi đấy. Rất là ok rồi cả nhà nhá. Không có sợ rủi ro cháy nồi, hỏa hoạn, cháy nổ nữa. Và đặc biệt là khi chúng ta nấu ăn vừa đi ra ngoài vừa làm công việc khác mà hơi ga nó không bị rò rỉ ra ngoài. Đấy là một trong những cái tính năng vô cùng an toàn. Đặc biệt thì cái dòng bếp Nhật này là nó vô cùng tiết kiệm ga, nó vô cùng tiết kiệm ga cả nhà. Đấy.
Nói đến dòng bếp Nhật thì ai cũng biết rồi, dùng bếp Nhật là nó rất tiết kiệm ga luôn. Đó, em đã nhận tín hiệu khóa ga từ bên bếp trái rồi. Em đã nhận tín hiệu khóa ga từ bên bếp trái và đối với tính năng này thì nó sẽ khóa ga ngay lập tức các bác, thì không cần phải đợi chờ bao nhiêu giây cả. Đó, các bác thấy chưa? Em cầm máy lửa nó hơi nóng. Rồi, ok ạ. Nó đã khóa ga cho chúng ta rồi. Một con bếp là tính năng cảm biến nhiệt tuyệt vời như thế này. Và chức năng thì ok như thế này. Mà bên em chỉ bán, bữa này bên em chỉ bán với giá là 2 triệu 800 nghìn đồng với cả nhà nhá. 2 triệu 800 nghìn đồng trên cái Linh Lan bếp ga Nhật ngày hôm nay. Các bác nào đi qua video này ưng con bếp Osaka ga màu xanh lá cây này thì liên hệ ngay với em theo số Zalo 0904992696 để được tư vấn chốt đơn. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và nhớ là đăng ký kênh giúp em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video ngày hôm sau.